Rồi, giờ mình giới thiệu trước được không ạ? Chào anh Trường Giang và chào các anh chị ở trên sân khấu ạ. Em là Lương Chí Diễn, em chí nít và em chuyên làm những clip hài trên YouTube về thả thính sầm sàm vậy thôi. À, thả thính nè. Bây giờ Khả Như là một bé em gái. Dạ. Dễ thương, tính tình hoạt bát nhu mì là điều không bao giờ có. Bé em gái. Thì sợ người ta tưởng tụi em trai hay gì. Mình ra thính một hai câu cho nó vui vui không khí được không? Dạ. Dạ, nhìn chị Khả Như là em muốn hai dạch à. Tại mỗi khi chị cười thì là làm em phát sốt. Mỗi khi chị cười thì là làm em phát sốt. Trời ơi. Trend luôn nha. Trời, hỏi cái gì mà nghe cách ly quá vậy? Mà anh biết không, bạn này là chuyên là phá trend. Có nghĩa là cái trend nào ra là bạn sẽ phá theo kiểu mà rất là hài hước rồi vui. À, cũng dùng cái trend đó nhưng mà phá theo kiểu của chính mình. Đúng rồi. Ví dụ vừa rồi thì phá gì? Dạ. Cái trend mà ngại tán anh á. À, người ta ngại tán như tài bận tán anh. Chỉ là BB Trần rồi. Chỉ qua một mối quan hệ khác luôn á. Dạ. Rồi bây giờ mình giao lưu với bạn gái nào, xin mời. Dạ, con tên là Trusty, tên tiếng Việt của con là Trang. How old are you? I'm 22. 22? Yes. Tên đầy đủ trong ID của con là gì? Lai Ngọc Trang. À, bé này là cũng từ nước ngoài về luôn á anh. Where are you from? I was born here and I went to the state. Nói dài sao hiểu? Hỏi sao nói? Cũng bài đã rồi. USA hay là? Bạn sinh ra ở đây. Ở đây. Nhưng mà bạn sống đâu gì em? Con ở New York. New York. 2 tuổi của bệnh hả? Con 10 tuổi. Ở Mỹ người ta nói tiếng Anh dữ lắm hả? Dạ. Phải không? Ở Mỹ người ta nói tiếng Anh dữ không? Dạ, nhiều. Chứ ở bên Mỹ là bên Việt Nam người ta nói tiếng Việt cũng dữ lắm. Con là con mới về Việt Nam đây hay là con về lâu rồi hay là như nào? Con mới về khoảng 3 tuần rồi. 3 tuần nay? Dạ. Con về đây thì con thấy Việt Nam sao? Đẹp không? Đẹp. Đỉnh cao không? Con ở quê. Quê con ở miền Tây? Dạ. Ở miền nào? Vĩnh Long. Vĩnh Long à? Dạ. Nhưng mà bé này dễ thương lắm anh, là bé này là mê mấy cái món ăn Việt Nam, kiểu bánh tráng. Ủa biết luôn hả? Dạ, trời ơi, em xem mấy bạn này, trời ơi. Mấy bạn mà biết tới đây thì... Biết mê chú á, tại dạ. Vì chú nấu ăn rất là nhiều. À hả? Ở Việt Nam cô có hay xem chương trình của mấy cô mấy chú đây không? Yes. Có hả? Con có coi chọn ai đây chưa? Dạ rồi. Dạ, con thích ai nhất? Kỳ Khánh Vân. Thì chắc con không phải nghệ sĩ hài con ơi. Tại vì chị có chân dài.